anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Ông Jacob sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, bà làm mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, khi nói đến Thánh Giuse, chắc có lẽ ta lật từng trang Kinh Thánh thì ta thấy những điều mà nói về Thánh Giuse quả là ít ỏi. Như ta thấy trong phần dẫn nhập trong cuộc rước thì nói cho chúng ta thấy là gì? Trong Kinh Thánh chỉ nói đôi điều về Thánh Giuse. Có lẽ Thánh Giuse với những gì mà trong tuổi thơ ấu của Đức Giêsu và khi kết thúc trên hành trình lên Jerusalem và quay trở về thì không còn nhắc đến Thánh Giuse trong gia đình Nazareth. Thế thì ngày hôm nay khi ta mừng kính Thánh Giuse, nếu tất cả những gì có thể nói rằng nói quá ít ỏi về Ngài, thì Thánh Giuse có thực sự vẫn còn là gương mẫu cho chúng ta, còn là cách sống cho chúng ta trong cuộc sống hôm nay, để mỗi người chúng ta thực sự được cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa hay không? Chắc có lẽ chúng ta cách này cách khác thì có người bảo rằng quả thật Thánh Giuse cũng là gương mẫu cần phải học đòi bắt chước, nhưng lại ở trong một gia đình quá thánh, ở đó toàn các đấng thánh, làm sao chúng ta có thể học và bắt chước? Thưa, nếu chúng ta nhìn một con người bình thường và có thể nói rằng làm những việc bình thường một cách phi thường trong công việc cộng tác với Thiên Chúa, để được rồi có thể nói đã là con người để đem Chúa Kitô đến cho người khác. Đó là cách mà chúng ta thấy được rằng như cha chủ tế, cha chính sứ đã gợi ý và nói chúng ta trên hành trình chúng ta đi trong cuộc rước, là dường như đang mời gọi chúng ta bước vào trong con đường cách sống hành trình của Thánh Giuse, để ta là người cộng tác với chính Thiên Chúa trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa cho mình và cho người khác. Nếu nói như vậy, ta thấy quả thật Thánh Giuse với tước hiệu mà chúng ta lại được lập đi lập lại trong những bài hát, trong những cách nói, Giuse là người công chính, đặc biệt ở trong lời của Chúa hôm nay. Thế thì người công chính là nơi Giuse là muốn nói cho chúng ta điều gì? Chắc có lẽ có cuộc đời bình thường của một con người, và có lẽ chúng ta thể thấy được rằng rất là âm thầm đó lại là người công chính. Công chính bởi vì ta thấy điều thứ nhất nơi Thánh Giuse là Ngài không chiếm đoạt những gì không phải là của mình. Thế vâng, ta thấy như trong bài tin mừng, khi Giuse nhận ra Đức Maria có thai, thế thì Giuse không chiếm và không chiếm lấy người con đó, bởi vì Giuse ý thức được rằng có lẽ và tất cả những gì đó là của Thiên Chúa. Mà ta lại gặp thấy trong cách nói của bài đọc thứ nhất để nói cho chúng ta thấy là Thiên Chúa đã chuẩn bị người con của Ngài trong dòng dõi David,
và chính nơi người con này Ngài tuyên bố đây Ngài là cha và đó là con. Chắc có lẽ với tất cả tâm tình mà có thể thấy được rằng Giuse được nuôi dưỡng và được sống trong niềm hy vọng đến cứu độ, thì Giuse đã cảm nhận được một điều gì đó thuộc về Thiên Chúa chứ không phải là của mình. Và như vậy Giuse trong cung cách của một người công chính vẫn luôn luôn để cho Thiên Chúa là trên hết, là tất cả, và không dám dành phần đó cho mình. Thế nhưng chính trong lúc Giuse ý thức hoàn toàn và có thể nói rằng để cho ý Thiên Chúa và nhận ra ý của Ngài, thì chính Thiên Chúa lại đến với Giuse và mời gọi Giuse để cộng tác với chính Thiên Chúa. Thế thì Giuse trở thành người công chính, là người đảm nhận lấy trách nhiệm, có thể nói rằng đảm nhận lấy một trách nhiệm của một người cha mà ta hay gọi là cha nuôi của Đức Giêsu. Rồi từ đó Đức Giêsu khi đến làm người thì quả thật với dòng dõi của Giuse thì Đức Giêsu lại thuộc về dòng dõi David, và lời hứa được thực hiện và được thể hiện một cách cụ thể. Vậy thì Giuse đã sống vuông tròn với trách nhiệm của một người cha, của một người chồng. Giuse đã đón Đức Maria về nhà như một người vợ và sống với Đức Maria, và đặc biệt là gì, trên hành trình đó thì Thánh Giuse luôn luôn gìn giữ và bảo vệ lấy gia đình này. Và Giuse trong hoàn cảnh của trẻ thơ, Giêsu có thể bị giết chết, Giuse đã vội vã với tất cả những lời tiên báo của sứ thần để chạy trốn sang Ai Cập rồi lại trở về Nazareth để lời được thực hiện là Giêsu người Nazareth. Và ở đó Thánh Giuse đã sống một cách trung thành, mỗi ngày đáp lại tiếng mời gọi của Thiên Chúa, vuông tròn với tất cả bổn phận của mình là người cha, người chồng. Và đặc biệt ta thấy Ngài là người công chính. Công chính bởi vì Ngài luôn trung tín trong tất cả bổn phận, trong tất cả trách nhiệm, nhưng trung tín để xây dựng, để làm cho ý của Thiên Chúa được thực hiện, để cho gia đình, có thể nói rằng một gia đình thánh, luôn phản chiếu được rằng có Chúa đang ở giữa, và sự nối kết đó làm cho vinh quang của Thiên Chúa được tỏa rạng, và nói cách khác là làm cho nước của Thiên Chúa được thể hiện một cách cụ thể, đó là nước yêu thương mà luôn luôn có Thiên Chúa là tình yêu ở giữa gia đình đó. Vậy ngày hôm nay khi ta mừng kính Thánh Giuse thì dường như Ngài cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy bước theo Ngài, hãy sống làm sao mỗi ngày thực sự để trở nên con người công chính trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Thế nhưng dường như cuộc sống hôm nay ta thấy có những điều lại trái ngược lại. Ta thấy bởi vì có lẽ ngày hôm nay nếu như thiếu sự công chính trong cuộc đời của những người thiếu sự công chính, thì dường như người ta lại muốn chiếm đoạt, người ta lại muốn giành những gì không thuộc về mình. Ta có thể thấy trong cuộc đời ngày hôm nay có biết bao nhiêu người có lẽ vì thiếu sự công chính, không có sự công chính, cho nên muốn chiếm đoạt cả cái quyền của Thiên Chúa trên người khác, trên sự sống của người khác. Ta nói biết bao nhiêu chuyện xảy ra, có thể nói rằng có lẽ người này người khác bảo vệ sự sống, vân vân, có những người sẵn sàng giết người khác chứ không phải bảo vệ lấy sự sống. Thế thì chiếm đoạt cả quyền Thiên Chúa, hoặc là gì, nhiều khi chiếm đoạt cả quyền Thiên Chúa để định đoạt kết án người khác và luận phạt người khác, vân vân. Có lẽ chúng ta không chỉ nói về vật chất, có những người chiếm đoạt của người khác trong cách sống của mình, trong cộng đoàn của mình, cách này cách khác, và ngay trong gia đình của mình, không thuộc quyền của mình, không phải là của mình, nhưng lại tìm cách để chiếm đoạt của người khác. Thì dường như cái sự công chính đó không có ở trong cuộc đời của chúng ta theo cách sống đó. Và nói theo cách rộng hơn, có lẽ trong gia đình, trong cuộc sống xã hội, có thể trong ngay cả đời sống tôn giáo, nhiều khi chúng ta lại chiếm đoạt quyền lực, chiếm đoạt địa vị, và có thể những cái vai trò của những con người mà Chúa muốn định đoạt, Chúa muốn để những con người đó với trách nhiệm, nhưng chúng ta lại cản trở, chúng ta lại gây khó khăn, hoặc chúng ta lại đối xử không phải là một người công chính. Ta đối xử có thể nói rằng làm cho những khổ đau xảy ra, chia rẽ, hận thù, ghen ghét. Thì tất cả điều đó dường như Thánh Giuse đang nhắc nhở chúng ta hãy quay trở về, đặc biệt trong mùa chay này, ý thức hơn, ý thức mỗi người của chúng ta những gì Chúa ban và những gì Chúa mời gọi chúng ta mở ra để đón nhận với tất cả sự trân trọng và yêu thương, để thấy được rằng những gì là của chúng ta, những gì là của Thiên Chúa, và những gì là của anh em chúng ta trên con đường phục vụ và yêu thương. Và công chính dường như ngày hôm nay chúng ta thấy thiếu, có lẽ trong cuộc đời chúng ta thiếu sự công chính, trên cuộc sống chúng ta nhiều khi ngay trong gia đình, trong cuộc sống xã hội, hoặc ngay trong cuộc sống cộng đoàn giáo xứ và khu xóm của chúng ta,
chúng ta vẫn chưa vuông tròn với tất cả trách nhiệm như Thánh Giuse, với tất cả trách nhiệm có thể đó rằng một người chồng, một người cha, một người con, một người vợ, hoặc là một người đảm nhận cái trách nhiệm gì đó Thiên Chúa mời gọi chúng ta trong giáo xứ hoặc trong khu xóm, chúng ta sống chưa thực sự đáp lại với tất cả niềm tin, mà có thể nó là một niềm tin để làm cho chúng ta mỗi ngày đến công chính, mỗi ngày chúng ta trở nên giống Chúa Kitô và giống những con người đang thực sự cho đi để phục vụ vương quốc của Thiên Chúa. Với tâm tình đó, dường như Thánh Giuse cũng nhắc nhở chúng ta một cách đặc biệt hơn trong mùa chay thánh này, chúng ta cũng ý thức để thay đổi với những gì có thể nói rằng chúng ta đã nhận từ Thiên Chúa, đáp từ Thiên Chúa và đáp lại tiếng mời gọi của Ngài. Nếu chúng ta là người cha, người chồng, nếu chúng ta là người đảm nhận đến trách nhiệm trong xã hội, trong cuộc sống, là người đảm nhận đến bổn phận trách nhiệm trong giáo xứ, khu xóm của chúng ta, thì chúng ta hãy cố gắng chúng ta hoàn thành với tất cả bổn phận nhiệm vụ của mình, để làm sao chúng ta bảo vệ lấy gia đình này, bảo vệ lấy cộng đoàn này và bảo vệ lấy những con người mà chúng ta có trách nhiệm, để cuộc sống có thể nói rằng ngày hôm nay muôn vàn đổi thay, muôn vàn thách đố, và ta vẫn nói rằng một cuộc sống có thể nói rằng đang xoay quanh tất cả những gì là hưởng thụ, là sống vội, sống gấp, thì có thể với tinh thần của một người cha, với tinh thần của một người chồng, với tinh thần của một người vợ và một người anh chị em, nhất là những người có bổn phận trách nhiệm ở trong khu xóm, trong giáo xứ, chúng ta hãy gìn giữ và cố gắng làm sao với bổn phận đó để con em chúng ta khỏi đi vào con đường sa ngã, để xã hội này đừng bị dìm xuống hơn nữa trong khổ đau, trong mất mát. Thế thì tất cả những điều đó có lẽ chúng ta lại càng ý thức hơn như Thánh Giuse để hoàn thành vuông tròn với bổn phận của mình và ý thức mỗi ngày làm tốt hơn với bổn phận Chúa trao phó cho chúng ta. Và đặc biệt Thánh Giuse cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy trung tín, trung thành với Thiên Chúa, trung tín với nhau. Và điều đó ta thấy ngày hôm nay ta bảo đổ vỡ ngay từ trong gia đình. Người ta thiếu trung tín với nhau trong đời sống của người vợ, người chồng, thiếu trung tín và trung thành với nhau trong cuộc sống nơi gia đình. Thiếu chữ tín thì chẳng còn gì có thể xây đắp được. Và thiếu chữ tín đó nếu thiếu ngay ở trong đời sống một cộng đoàn bước theo Chúa Kitô, trong giáo xứ và trong khu xóm của chúng ta, thì quả thật chúng ta không thể nào trở nên ánh sáng là men cho đời, ánh sáng cho đời là men trong một, và không thể nào chúng ta trở nên dấu chỉ của tình yêu thương vương quốc của Thiên Chúa ở giữa những người anh chị em của chúng ta. Thế thì Chúa mời gọi chúng ta hãy quay trở về, hãy sống với Thánh Giuse trong tâm tình đó. Chúng ta hãy trung tín, trước tiên trung tín với Thiên Chúa. Chúng tín với Thiên Chúa là hãy đáp trả trong lòng tin, dù không thấy nhưng vẫn tin. Như trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói về Abraham và có lẽ cũng nói về Giuse, dù rằng không thấy trước nhưng vẫn tin, đáp lại và sống một cách trung tín, trung thành với lời mời gọi của Thiên Chúa. Và như vậy, Giuse đã trung tín và trung thành với chính Đức Giêsu, Đức Maria và gia đình Nazareth đó. Đó là điều đang mời gọi chúng ta hãy quay trở về để chúng ta mỗi ngày sống thực sự trung tín với Chúa. Khi chúng ta trung tín với Chúa, đáp lại tiếng Chúa, ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ đáp lại tiếng mời gọi của nhau trong cuộc sống, trong đời sống hôn nhân, trong đời sống cộng đoàn và có thể rằng trong đời sống xây dựng xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn như lòng Chúa mong ước. Chắc có lẽ với tất cả tâm tình đó, ngày hôm nay khi ta mừng lễ Thánh Giuse, chúng ta cũng nài xin Thánh Giuse giúp cho mỗi người chúng ta quảng đại hơn, can đảm hơn và đứng dậy trở về với Thiên Chúa trong cách sống của mỗi người chúng ta, để chúng ta mỗi ngày được công chính hóa trong Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đến làm người, đã chết, phục sinh để chúng ta được làm con Thiên Chúa. Thì chúng ta xin để mỗi ngày chúng ta ý thức hơn, chúng ta hãy làm sao ý thức trả về cho Thiên Chúa những gì là của Thiên Chúa, việc trả về cho nhau những gì là của nhau, để trong cung cách đó chúng ta biết sống tôn trọng nhau, yêu thương nhau, và chính như vậy chúng ta mỗi ngày sẽ đảm nhận trách nhiệm của mình mỗi ngày một cách vuông tròn trong bổn phận, và đáp trả lại với tất cả niềm tin là mỗi ngày chúng ta bước theo Chúa Kitô để chúng ta loan báo tin mừng vương quốc của Đức Kitô là tin mừng yêu thương cho mọi người. Amen.